何? Đẹp trai em thì mới có nhiều đứa yêu. Hello anh. Hello em. Anh có nhớ em không? Cái mặt trẻ trâu này là của ai ta? Xong nó bắt cua xong đập đầu ăn vô bàn phím làm ăn lót cả chán luôn đúng không? Đập đầu người ta muốn lót cả chán là ai mà không nhớ được. Thế sao hôm nay tự nhiên lại gọi điện video call cho anh làm gì? À tính rủ ăn solo bắt cua nữa đúng không? Nhìn cái mặt là biết liền. Lần trước solo bắt cua thu ăn kèo 2 triệu chưa sợ hả? Cưới tôm mặn miệng thế. Đi em nói gì em nói lại nghe thử. Nói gì cơ? Em nói là anh cưới tôm á. Rồi sao nữa? Thôi. Ba mẹ đây mình làm tôm á. Làm kèo solo bắt cua hả? Đúng rồi. À. 5 triệu luôn, kèo solo bắt cua 5 triệu luôn. À thế bữa nay là giật giá quá là không gặp ăn ở ngoài đời được, không gạ kèo solo bắt cua ngoài đời được, rồi bây giờ gạ kèo solo bắt cua online luôn hả? Để em kèo 5 triệu à? Kèo cũng nhiều tiền á, để em xem thử đã. Tao anh, dám nhận không? Không dám nhận đó. Để em đúng không? Solo thì solo, chắc tôi sợ. Không sợ thì nhà vô kiếm cơm. Để em coi đứa anh làm cơm cháo hay không nha. Gây sớm ăn. À mà thôi. Cũng khá là mặn miệng đấy. Em thật là thú vị. Được rồi, bây giờ em đụng thì anh phải chạm, mà em cảm thì anh phải xúc thôi. Nhào vô. À mà khoan, bây giờ em muốn solo bắt cua kèo 5 triệu map bắt cua mấy? Map bắt cua 2 đi không? Map bắt cua 2 đúng không? Ok, anh bỏ máy tính luôn rồi này, nhào vô. Em bỏ máy tính ra nhào vô solo luôn. Tôi liền không? Vô liền luôn. Đây để anh bỏ đồ cứt lên. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Trường Quân, tôi quay trước mặt đây. Thì ngày hôm nay lúc mình đang ngủ thì có một bạn nữ áo trắng mà hồi lâu đã từng gạ mình solo bắt cua ở quán net đó các bạn. Bạn ấy gọi điện video call cho mình. Bạn ấy rủ mình solo bắt cua, map bắt cua 2 kèo 5 triệu. Thì do dạo gần đây Covid đồ các kiểu các bạn nhiều biến chủng quá cho nên không đi ra ngoài được, cho nên bạn ấy không thể tới nhà mình để gạ mình solo bắt cua được, cho nên bạn ấy đã gọi điện video call cho mình để gạ, để rủ mình solo map bắt cua 2 kèo 5 triệu nha các bạn. Thì tất nhiên rồi, con gái thì bao giờ cũng được ưu tiên, cho nên lúc solo với mình thì bạn ấy đã yêu cầu mình là chấp bạn ấy chạy trước 1 phút, cho nên bây giờ mình sẽ phải đứng đây và đợi bạn ấy nhảy trước 1 phút thì mình mới nhảy nha các bạn. Đấy, anh em thấy làm đàn ông con trai khổ không? Cái gì cũng phải nhường phụ nữ trước, nhìn nhường con gái trước. Ok thì bây giờ mình sẽ đứng đây đợi đủ 1 phút thì mình sẽ bắt đầu đuổi theo bạn Hibi nha các bạn. Thì bạn này mặc dù là con gái nhưng mà mình để ý mấy lần rồi, bắt cua khá là hay và ghê luôn nha các bạn. Ok, đợi 1 phút lâu quá. Ok, như vậy là 1 phút đã xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhảy nha các bạn. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa bắt cua, và bây giờ lại bắt cua chung với lại một người con gái như thế này thì có một đôi chút hơi run rẩy đấy các bạn. Ok, nhưng mà con gái thì con gái nha các bạn, mình không có nhường đâu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt cua và đuổi theo bạn Hibi này luôn, để xem được là bạn Hibi sau một thời gian dài khoảng tầm hơn 10 tháng bạn ấy luyện tập bắt cua để bạn ấy rủ mình solo bắt cua, thì bây giờ bạn ấy sẽ bắt cua như thế nào.
Đây, bây giờ mình sẽ nhảy đường tắt cho các bạn xem luôn. Thì cái đường tắt này khá là dễ, các bạn chỉ cần thụt ra, thụt vô, thụt ra, thụt vô là các bạn có thể đi qua được cái con đường tắt này khá là đơn giản luôn. Ok. Rồi. Búng lên trên đây. Ok, như vậy là mình đã qua được step 4, wow. Mình vừa mới qua step 4 mà bạn Hibi đã qua step 8 rồi các bạn ạ. Quá là ghê luôn á. Ok, như vậy là mình vừa mới bị chết một mạng đầu tiên. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy cẩn thận lại các bạn ạ. Đây, từ chỗ đây mình sẽ nhảy qua đây. Nhảy qua đây, nhảy qua bên đây, nhảy qua đây. Đấy, qua một kiểu rất là dễ dàng luôn. Đây, mình sẽ liên tục đi đường tắt cho các bạn xem nhá. Đây. Rồi, đấy, mình lấy đà để mình bắn đi, mình nhảy qua này. Đây, anh em nhìn không? Đấy, nó phải gọi là ở cái tầm luôn các bạn ạ. Anh em đừng cứ nghĩ là lâu rồi mình không bắt cua rồi, mình bắt cua gà nhá. Không, không hề đâu. Mình bắt cua là hơi bị đỉnh luôn đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thể hiện cái đường siêu khó cho các bạn xem này. Đấy, cần trôn nhiều lên. Đấy, anh em thấy không? Step 7, step 6 thì mình qua một cách đơn giản và dễ dàng luôn á. Đây, mình lại tiếp tục nhảy đường tắt cho các bạn xem này. Đấy, anh em thấy không? Mấy cái đường siêu khó mình nhảy khá là dễ, còn những cái đường dễ thì mình nhảy khá là khó. Đấy, đời nó hay vậy đó các bạn ạ. Ok, thì cái đường này thì không có đường tắt nha các bạn, cho nên là mình phải tự nhảy qua mấy cái trụ đứng tấn này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ qua step 9. Cái step 9 này thì do mình đã nhớ được các địa điểm, các cái hình thật đó, những cái cục đá thật đó, cho nên mình nhảy qua khá là dễ. Bạn nào mà có trí nhớ không tốt hoặc là não cá vàng á, thì khi nhảy qua cái con đường này thì sẽ rất dễ là không biết là cái địa điểm, cái cục đá thật nó nằm ở đâu. Thì cái step này là những cái step cục đá thật nó nằm chung với những cục đá giả nha các bạn. Đấy, những cục đá thật là những cục đá màu trắng này, còn những cục đá giả là những cục đá màu xanh. Nhảy vào thì mình sẽ lập tức bị rơi xuống đất đó các bạn. Giống như kiểu là cái thử thách nhảy qua kính ở trong trò chơi con mực á. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nhảy cẩn thận hơn. Ok, như vậy là mình đã qua step 10, Hibi là đã step 14 rồi. Đấy là control này đấy, thì các bạn càng nhấn control nhiều thì các bạn sẽ nhảy càng xa và cao hơn nhá. Ok, như vậy là mình step 11, Hibi step 15 rồi, chu cha. Một step 16 luôn rồi. Ui du, con gái gì mà bắt cua ghê dữ ta. Khiếp thật á. Ôi, mình thua rồi các bạn ơi. Mình chấp bạn Hibi nhảy trước 1 phút là mình thua rồi. Không cái này, không cái dại nào bằng cái dại gái. Trời ơi, chẳng lẽ mình thua sao? Thà như mình nhảy chậm hơn 1-2 step mình còn đuổi kịp, chứ đây bạn Hibi bạn hơn mình tận 5 step là mình thua rồi các bạn ạ. Ui, vô lại còn chết nữa chứ. Ok bạn ạ, như vậy là mình đã bị thua một vẹn con gái nhá. Bạn Hibi, đây bạn ấy ra, bạn ấy trêu mình luôn rồi này. Wow, con gái mà bắt cua ghê dữ ta. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử solo bắt cua của mình bị thua một bạn gái luôn á. Ui yo, con gái mà bắt cua ghê quá. Như vậy là mình vừa mới solo bắt cua thua bạn Hibi các bạn ạ. Kèo 5 triệu cho nên là mình vừa đã phải chuyển tiền cho bạn Hibi rồi. Đây nha bạn, đây là hóa đơn nhá. Mình đã giao dịch thành công chuyển tiền 5 triệu đồng cho bạn Hibi rồi. Đấy. Ok, nhưng mà thực ra mình thua như vậy không phải là do mình gà đâu nha các bạn. Mà thực ra nó là nằm trong bộ phận của mình. Bước đầu tiên thì mình sẽ giả bộ là thua. Đấy, mình sẽ giả bộ là mình solo có cua gà thua để cho Hibi chủ quan, Hibi coi thường mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình gọi điện cho Hibi để mình gà rủ Hibi solo kèo đắt đỏ hơn, kèo nhiều tiền hơn, 10 triệu, 20 triệu hoặc là kèo làm người yêu của mình cũng được đấy các bạn ạ. Tại vì mình cũng cảm thấy khá là thích Hibi. Và Hibi nhìn cũng khá là xinh gái chứ đúng không các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên Facebook và gọi điện cho Hibi để gạt kèo solo lần nữa nha các bạn. Ok, mình đang gọi cho Hibi đây các bạn. Alo. Alo. Chú cha, mấy đứa này bắt cua ghê quá ta. Bắt cua giỏi hơn cả anh nữa. Ở nhà luyện tập nhiều lắm đúng không? Em đã ăn rồi, năm chỉ đến là tự tôi đi tép thôi. Dạ, ghê dữ. Thế sao thế, bây giờ có dám solo bắt cua thêm một kèo nữa không? Thêm một kèo nữa hả? Ừ. Thế là anh liền em có hỏi xin lại tiền trước. Thôi dạ, thua thì thôi chứ ai mà cần phải xin. Thua là, với anh đơn giản lắm, thua là thua. Chứ còn hồi giờ anh bắt cua toàn thắng không cũng mệt đó.
Thế nên bây giờ cũng muốn thua một lần thì bây giờ em có dám solo bóc cua lại lần nữa không? Bây giờ mà chơi lại nữa thì tăng tiền lên đi anh. lươn phết đấy các bạn. Ok, tăng tăng tiền lên bao nhiêu? 10 triệu đi. 10 triệu, ok. Thế bây giờ thế này đi. Bây giờ 20 triệu luôn đi cũng được. Với điều kiện như này đấy là bây giờ em với ăn solo bóc cua lại thêm một lần nữa. Nếu mà em thắng á thì anh sẽ gửi em 20 triệu luôn, ok chưa? Wow. Ok không? Nếu mà em thắng thì anh sẽ gửi cho em 20 triệu luôn, 20 triệu luôn. Ok. Ok. Còn nếu em thua á thì em phải làm người yêu anh, chịu không? Đấy, em suy nghĩ đi, em thắng thì em được 20 triệu mà em thua thì em phải làm người yêu của anh, em đâu mất gì đâu. Còn nếu anh thua thì em mất 20 triệu mà, đúng không? Ok, chơi luôn anh. Trời, khoái khoái, nhìn các bạn là biết khoái. Anh thua thì anh không có được mấy mẹ anh nha. Có cho thua lại họ đào lại tiền rồi họ mấy mẹ cái không, anh lớn rồi, anh thua rồi làm gì anh đòi lại tiền. Rồi thế bây giờ là em nhận kèo solo bắc cua, nếu mà em thắng thì em được 20 triệu, còn em thua thì em phải làm người yêu anh, đúng không? Ok anh. Ok. Ok, thế được rồi. Bây giờ vô game đi, ăn rồi hai đứa mình solo tiếp. Ok. Ok. Ok, tiếp tục thôi nha các bạn ơi. Thì hồi nãy Hibi đang ngồi gạ mình solo bắt cua thì bị mẹ gan các bạn ạ, vì cái tội là trời mưa không chịu ra giúp quần áo mà cứ ngồi đây gạ mình solo bắt cua. Thì Hibi vừa mới vào lại nghe và hai đứa mình đã bắt đầu tạo phòng để solo rồi nha. Thì cái lần solo thứ hai này thì mình sẽ solo ở trên map Bắc Cua 3 nha các bạn. Thì cái map Bắc Cua 3 này cũng là một cái map mà rất là khó là để bắt cua được luôn. Wow, Hibi nhảy khá là nhanh. Thì cái map Bắc Cua 3 này mình lại tiếp tục chấp Hibi chạy trước 1 phút nha các bạn. Để xem thử là trong vòng thời gian khoảng 1 phút ở map Bắc Cua 3 này thì Hibi có thể vượt qua được bao nhiêu step nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đợi khi nào đủ 1 phút thì mình mới bắt đầu chạy nha các bạn. Gọi là chưa gì mà mình thấy Hibi tới step 2 là chết hai mạng rồi đấy. Có vẻ như là Hibi ở cái map Bắc Cua 3 này bắt cua không được hay cho lắm các bạn ạ. Mà vẫn không nên khinh địch nha các bạn. Thì ở cái lần bắt cua này thì mình sẽ bắt cua hết sức mình, để xem thử là mình có thắng được Hibi không, hay là Hibi thực sự bắt cua ghê hơn mình. Ok, đợi thời gian trôi qua nào. Như vậy là Hibi tới step 3 là chết 3 mạng rồi các bạn ạ. Cứ mỗi step 1 mạng như thế này thì làm sao mà ăn được mình. Ok, như vậy là đã được 1 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhảy luôn. Step 1 với step 3 khoảng cách khá là ngắn, mình rất dễ để rút gọn được. Đấy, nè, không? Đấy, ôi giời ơi, cái map bắc cua tủ của mình có khác, bắc cua vèo vèo liền đây, nhảy đường tắt cho các bạn xem luôn này, để các bạn biết được là kỹ năng bắc cua của mình nó cao như thế nào. Đấy, anh em thấy không? Đấy, ôi giời ơi, nó phải gọi là mượt mà và ống ả như sân siêu một lần xả. Ok, đấy, vèo một cái là mình tới step 3 ngay, không mất mạng nào nha các bạn. Đấy, Hibi thì chết liên tục. Kiểu như Hibi chắc chỉ bắt cua được map bắc cua 2 thôi các bạn ạ, còn map bắc cua 3, map bắc cua 4 này thì có vẻ là hơi gà. Ok, như vậy là Hibi step 6, mình là step 4 rồi, mình sẽ đuổi kịp Hibi ngay bây giờ thôi các bạn ạ, không có gì là khó cả. Ok, như vậy là mình step 5 luôn rồi, đấy anh em thấy không, vèo một phát là mình đuổi sát nút Hibi liền. Qua cái chỗ này nó hơi bị ảo luôn các bạn. Phát đấy mình nhìn, mình đang nghe mình chui vào cái lỗ là đúng rồi mà sao nó vẫn cho mình tia laser chết chứ. Ok, step 6 như vậy là mình đã đuổi kịp Hibi rồi nha các bạn. Đấy, chấp Hibi chạy trước 1 phút mà mình đuổi theo khá là đơn giản và dễ dàng luôn, không có gì gọi là khó cả. Ok, bây giờ thì cái trận chiến solo bắc cua mới thực sự bắt đầu này, hai đối thủ là đang ở ngang. Thank you.
giây phút cuối cùng luôn các bạn ạ, khi hai cao thủ cùng nhau solo bắt cua thì những cái chuyện như thế này nó xảy ra là khá là bình thường luôn. Người này hơn người kia, xong người kia lại vượt mặt, nó sẽ rất là bình thường. Ok, thì bây giờ để an toàn hơn thì mình sẽ đi đường này, mặc dù nó hơi chậm nhưng mà nó chắc hơn các bạn ạ, tại vì cũng khá là lâu rồi mình mới bắt cua. Thì dạo này ít người gạ mình solo bắt cua quá, tại mình solo bắt cua mình toàn thắng nên nhiều người người ta sợ mất tiền mà người ta không dám gạ mình solo bắt cua á, nên mình cũng không vô bắt cua luôn. Bây giờ cái trình độ bắt cua của mình thì nó cũng thấp hơn ngày xưa, thấp hơn một chút thôi nha các bạn, chứ còn ai rủ mình solo thì mình vào mình luyện tập mình vẫn ăn được bình thường. Trong solo bắt cua thì hơi khó đấy các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua step 16. Tìm đà lại. Đấy, bắn đi qua luôn thì gọi là quá là đẹp luôn các bạn ạ. Ok, như vậy là cả hai bọn mình đang ở step 16. Ok, bây giờ mình cần nhìn kỹ, tại vì chỗ này nó hơi khó nhìn. Đấy các bạn thấy không, mấy cái thanh nhỏ nhỏ đấy kiểu mình nhìn không kỹ mình nhảy hụt. Hibi chết trước mặt mình luôn. Chả hiểu sao khúc cuối này căng thẳng quá, chết liền liền. Ui, Hibi chết rồi. Mình thắng. Yeah, tưởng mình thua nhưng mà lại là mình thắng các bạn ạ. À mà khoan, nhiều khi mình cứ tưởng mình là con cáo nhưng hóa ra mình lại là chùm nho đấy các bạn. Có khi nào là Hibi cố tình nhường mình thắng không ta? Các bạn cùng soi lại video để xem thử có phải đúng là Hibi nhường mình thắng không ta? Chứ mình thấy cái phát đấy, mấy pha hồi đấy là mình chết liên tục như vậy là Hibi có thể về trước được rồi mà. Các bạn thấy không? Ở nhà tránh dịch, chơi game vẫn có người yêu. Ok thì bây giờ mình sẽ gọi cho người yêu của mình để xem thử như thế nào nha các bạn. Đấy, anh em thấy không? Ở nhà ngồi chơi game không kiếm người yêu đâu có khó đâu. Alo. Alo. Sao đấy, thua kèo rồi thì bây giờ làm sao em? Ủa sao chơi vậy? Không ai lừa đâu, chả ai lừa làm gì cả. Hồi đấy là anh giả bộ anh chơi gà thôi thì, chứ còn bình thường thì em vẫn chơi hay mà, em không biết à. Thôi thì nói gì thì nói, thì bây giờ em cũng đã thua kèo rồi. Và cái kèo thua của em đấy là phải làm người yêu của anh. Thì bây giờ làm người yêu của nhau rồi thì phải nói cái gì cho nó hợp lý nhỉ? Nói gì cho ta? Nói gì ta? Nói gì cho hợp lý ta? Trời ơi, khó ghê luôn nhá. Bây giờ như bình thường em gọi anh là anh đúng không? Thì bây giờ làm người yêu của nhau rồi thì em gọi anh như thế nào cho hợp lý? Không lẽ là anh yêu hả? Dòng người phải bước thang chợt như chiếc hôn thế thôi.